Trung Quốc bơm tiền vào nền kinh tế. Mùng 7 tháng 10 năm 2018, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đổ thêm 750 tỷ nhân dân tệ, tương đương 110 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế bằng cái mức tiền bơm vào đó là tiền mặt để thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ và chiến tranh thương mại của Mỹ và Trung đang có những cái dấu hiệu tiêu cực ngày 17 tháng 1 năm 2019 tức là ngày hôm nay trên trang báo của uh, vtv.vn thì Trung Quốc Ngân hàng Trung ương tiếp tục bơm gần 83 tỷ đô la Mỹ ra thị trường uh, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bơm dòng khoảng 83 tỷ đô la vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc đây là số tiền kỷ lục được uh, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm vào thị trường trong một ngày mươi 23 tháng 11 năm 2017, Trung Quốc bơm tiền vào nền kinh tế chấn an giới đầu tư. Trung Quốc đã và đang bơm tiền vào hệ thống để vực dậy tâm lý thị trường trong bối cảnh quốc gia châu Á chật vật với những việc giảm nợ và giữ nền kinh tế ổn định. Thưa quý vị và các bạn qua những cái tin mà chúng tôi vừa điểm cho quý anh chị em và các bạn nghe và tham khảo thì chúng ta không khó để nhận ra rằng trong nửa cuối năm 2018 đầu năm 2019 Trung Quốc đã có rất nhiều lần bơm tiền vào nền kinh tế để cứu thị trường tài chính để chấn an các nhà đầu tư tài chính vậy câu chuyện Trung Cộng bơm tiền liệu là tín hiệu tích cực đáng mừng cho nền kinh tế Trung Quốc hay là hồi chuông cảnh tỉnh những nhà đầu tư trên thị trường tài chính của Trung Quốc cũng như trên toàn cầu về việc những tín hiệu ban đầu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang hạ cánh cứng. Tại thời điểm khủng hoảng năm 2008, 2009, nền kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng trên 9% bất chấp những cái bất ổn của thị trường tài chính Mỹ cũng như thị trường bất động sản của Mỹ lao dốc. Tuy vậy, kể từ năm 2015 tới nay, nền kinh tế Trung Quốc đã nhiều lần đối mặt với việc tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm và thị trường tài chính Trung Quốc, đặc biệt là chỉ số chứng khoán, một số chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Trung Quốc như Hang Seng, Shanghai đều là một trong những chỉ số mất điểm nhiều nhất trong năm 2018. Và trước đó, năm 2017 cũng đã có một cái đà sụt giảm không hề thấp Thưa quý vị anh chị em và các bạn, đã rất nhiều video, đã rất nhiều những cảnh báo, đã rất nhiều những cái phân tích về thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường chứng khoán Trung Quốc nói riêng. Chúng ta không khó để có thể nhận ra kể từ năm 2015 tới năm 2016, thị trường chứng khoán Trung Quốc có một đợt sụt giảm mạnh mẽ báo hiệu cho nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc và rõ ràng những tín hiệu cho thấy Tốc độ giảm tốc được báo trên thị trường chứng khoán bằng việc chỉ số sang Composite giảm từ mức 5.200 điểm giảm không phanh từ đầu năm từ tháng 6 năm 2015 về tới tháng 1 năm 2016 về mức 2.651 điểm. Thưa quý anh chị và các bạn, rõ ràng đây là tín hiệu sớm đầu tiên báo hiệu nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc. Điều mà chúng ta đang lờ đi, điều mà chúng ta đang Um, gọi là viền hoặc nhau đó chính là nền kinh tế Trung Quốc thực chất đã trải qua một khoảng thời gian tăng trưởng kinh tế rất nhanh rất mạnh và có một cái thời đoạn gần 20 năm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trung bình trên 20% do đó kể từ năm 2015 là thời điểm bùng nổ nhất của nền kinh tế Trung Quốc đặc biệt là thị trường chứng khoán Trung Quốc đã dẫn tới chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của Trung Quốc tăng từ mốc Bao nhiêu ạ? À? 2045 điểm cho năm 2014 tăng vọt lên 5200 điểm cho năm 2015 và bước vào một đợt suy thoái giảm sâu và cho thấy những cái tín hiệu rõ nét của nền kinh tế Trung Quốc trong những năm gần đây. Chúng tôi đã có những cái số liệu gửi tới nhiều video của quý anh chị em và các bạn về việc tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đang giảm rất là mạnh. Tuy vậy thì năm 2016 cũng là một năm mà các nhà đầu tư tài chính Trung Quốc gọi là hỗn loạn, hoáng hoáng loạn và cuồng loạn. À, trước đó năm 2015 thì họ cuồng loạn Nhưng đến năm 2016 thì họ hoáng loạn Và chính cái sự hoáng loạn đó Trung Cộng, nhà, nhà cầm quyền Trung Quốc Đã có những cái biện pháp về kích thích kinh tế Bằng việc là nới lỏng cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc Tại ngân hàng Trung ương Trung Quốc Cũng như là bơm rất nhiều các gói hỗ trợ tài chính Đặc biệt là còn cho vay với lãi suất thấp để mua sản phẩm tài chính cũng như các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tuy vậy thì nền kinh tế trung quốc cũng chỉ có thể cầm giữ được cái tốc độ tăng trưởng ở mức vừa phải và tốc độ suy giảm kinh tế của trung quốc chậm lại tức là không bị suy giảm sâu theo phương pháp hạ cánh cứng mà có dấu hiệu của hạ cánh mềm tức là tốc độ suy giảm kinh tế chậm dần chậm dần chậm dần và cũng nhờ vào cái khủng, uh, hỗ trợ của thị trường tài chính, hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc, ngân hàng trung ương Trung Quốc mà thị trường chứng khoán Trung Quốc kể từ tháng 1 năm 2016 hòa chung với khí thế hồ hởi phấn khởi của toàn thế giới của chỉ số công nghiệp Dow Jones của chứng khoán Mỹ và của tất cả các các cái thị trường chứng khoán khác trên thế giới thì đã có một cái đợt hòa nhịp chung tăng điểm kể từ đầu năm 2016 tới À, 22 tháng 1 năm 2018 ở mức tăng từ 2.600 điểm từ 2.600 điểm chỉ số sang 2 công tăng lên mức là 3.548 điểm cho sang 2 công kết thúc vào ngày 22 tháng 1 năm 2018 từ đó tới nay chỉ số chứng khoán Trung Quốc gọi là tiếp tục phá những cái đáy của năm 2016 và giảm ở mức là hiện tại đang tích lũy ở vùng 2.569 điểm Theo rất nhiều các chuyên gia tài chính trên thế giới cũng như một số chuyên gia phân tích tại Việt Nam cho rằng chỉ số chứng khoán Trung Quốc như vậy là khá rẻ Điều chúng tôi muốn bàn, muốn nói và muốn chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trong video ngày hôm nay không phải là vấn đề thị trường tài chính Chúng ta muốn nói, muốn bàn đó là các cái công cụ hỗ trợ thị trường tài chính nói chung và hỗ trợ kinh tế nói riêng của các nước trong nhiều thập kỷ qua đã sử dụng và hiệu quả của nó như thế nào thì chúng ta sẽ được bàn trong ít phút sắp tới. Năm 2007, năm 2008, truyền thông thế giới gọi là rung động vì những cái vấn đề liên quan tới thị trường tài chính Mỹ liên quan tới những ngân hàng lớn trên thế giới, những ngân hàng cực kỳ lớn của Mỹ, những ngân hàng đầu tư của Mỹ đã phải tuyên bố phá sản hoặc tuyên bố xin được bảo trợ của chính phủ. Và đó cũng chính là cái năm mỡ màn cho một cái cuộc gọi là suy thoái, cuộc khủng hoảng kinh tế tạo ra một từ bong bóng bất động sản của nhà nhà đất Mỹ. Người Mỹ đã làm một cái công cụ khác hoàn toàn và đã giữ được nền kinh tế bằng việc liên tục bơm ra thị trường trong 5 năm với cái khối lượng là rất nhiều tiền bằng các cái đợt QE1, QE2, QE3. Và 5 năm khủng hoảng kinh tế thế giới nỗi đau chưa dừng, suy thoái kép không xảy ra như khủng hoảng ở quy mô quốc gia hay khu vực trong suốt 5 năm kể từ năm 2018 là cơn địa chấn tài chính toàn cầu nó đã dẫn tới rất nhiều những vấn đề phức tạp liên quan đến những cái việc tái cấu trúc các ngân hàng cho vay bất động sản của Mỹ trong giai đoạn 2006-2007 Nó cũng cho lộ ra những cái sản phẩm tài chính bằng việc đóng gói các gói CDO, CDS Những gói được cho là nhét rất nhiều các cái nợ gọi là nợ dưới chuẩn mua bất động sản Hoặc là nợ kép dưới chuẩn mua bất động sản để có thể đem lên thị trường bán và phân phối trên thị trường qua việc tiếp tay của Merrill Lynch À, và một số cái ngân hàng lớn của Mỹ là đã tiếp tay cho cái câu chuyện này thì sẽ nó dẫn đến câu chuyện là ngày mùng 7 tháng 9 năm 2008 à hai ngân hàng cho vay thế chấp dưới chuẩn của Mỹ là Freddie và Fannie bị quốc hữu hóa và đã chính thức là mở màn cho cái chương gọi là một cái đợt suy thoái kinh tế khủng khiếp năm 2008 và chúng ta cũng chưa quên Tuy vậy thì người Mỹ, tại Mỹ, 5 năm khủng hoảng tài chính nền kinh tế có một của số 1 của thế giới vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và cho thấy rằng là đây là một cái cuộc gọi là suy thoái tính theo thập niên tức là 10 năm một lần. Và để cứu vãn nền kinh tế, từ tháng 11 năm 2008, Fed đã liên tục tung ra các gói kích thích chương trình mua lại trái phiếu uh, qe 1 qe 2 qe 3 uh, thực hiện 9 năm uh, vào tháng 9 năm 2007 với cái mức bơm ra liên tục đều đặn 80 mấy tỷ, 80 mấy tỷ đô la Mỹ đều đặn rất là trong một thời gian rất là dài. Và qua như thế thì chúng ta thấy được rằng là nhiều người sẽ đặt câu hỏi là với nền kinh tế Mỹ việc bơm như vậy, việc bơm tiền như vậy nó ảnh hưởng như thế nào, nó có ảnh hưởng đến khủng hoảng về lạm phát, về uh, có ảnh hưởng đến tới cái câu chuyện tức là dư thừa cái nguồn tiền uh, nguồn đô la Mỹ trên thị trường Mỹ hay không? trên nền kinh tế Mỹ hay không? thì câu trả lời là không. Lý do là bởi vì đô la Mỹ được uh, sử dụng khá là phổ biến trên toàn thế giới. Việc người Mỹ gọi là dùng cái giải pháp bơm hỗ trợ kinh tế và bán lạm phát đi toàn thế giới đã thành công trong giai đoạn 2007-2008. Họ đã làm được bằng việc liên tục bơm cho các gói hỗ trợ kinh tế nhằm thúc đẩy nền kinh tế giảm sốc và uh, hỗ trợ cho các ngân hàng Mỹ trong cái giai đoạn khủng hoảng và làm cho chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm từ 14.000 điểm về 7.000 điểm đó là một trong những cái giai đoạn gọi là bi thương và khốc liệt các ngân hàng khác trên thế giới cũng hoàn toàn học theo trong đó thì có một số ngân hàng của châu Âu và, và ngân hàng của châu Á cũng đã sử dụng cái công cụ gọi là nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ cho nền kinh tế như vậy qua cái câu chuyện chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về cái lịch sử trước đó thì chúng ta đang thấy những cái dấu hiệu rất là rõ nét cho một cái thời kỳ suy thoái kinh tế đang bước tới đang có những cái tín hiệu rất rõ nét hơn về cái câu chuyện là kinh tế trung quốc thực sự sẽ gặp khó khăn trong những năm sắp tới và người trung quốc cũng học theo cũng làm theo hoặc có thể là đang có những cái sự gọi là đột phá trong việc là bơm tiền dưới cái tức là họ đang sử dụng cái sức mạnh tài chính, dư thặng dư thương mại cũng như dự trữ ngoại hối của mình để bơm rất nhiều tiền vào nền kinh tế trong suốt những năm vừa qua kể từ năm 2015. Điều họ làm được đó là giữ cho thị trường tài chính của của Trung Quốc không đi vào một cái trạng thái quá tiêu cực mặc dù năm 2016 là một trong những năm thị trường tài chính Trung Quốc gọi là trao đảo. tuy vậy thì kết thúc năm 2015, à, nửa đầu năm 2016, chứng khoán Trung Quốc đã có cái sự dịch chuyển đáng khích lệ và dịch chuyển dần theo hướng mà gọi là chậm dần tăng dần tăng dần đều. tuy vậy năm 2018 quả là thảm khốc đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc và nó đã đưa thị trường chứng khoán Trung Quốc mất gần 1.000 điểm giảm từ 3.575 điểm và hiện tại thị trường chứng khoán Trung Quốc đang ở mức 2.574 điểm. Như vậy thì chính phủ Trung Quốc phải làm gì? Thưa với anh chị em và các bạn, không thể phủ nhận câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã hết động lực. Tại sao lại nói tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã hết động lực? Sau nhiều năm, sau nhiều thập kỷ, tăng trưởng gần 20 năm với tốc độ tăng trưởng trên 20%, cái gì cần làm đã làm, cái gì cần kích thích đã kích thích tuy vậy dư địa tăng trưởng kinh tế của trung quốc nói là còn hay không thưa anh chị em và các bạn còn còn nhưng cần phải có một giai đoạn của sự chậm lại để có thể thay đổi về mặt cấu trúc của nền kinh tế cũng như bất động sản của trung quốc cần phải được tiêu ha hoàn gọi là bớt đi các cái sản phẩm mà động lực chính của nền kinh tế trung quốc từ các nhà máy với nhân công giá rẻ công xưởng của toàn thế giới hệ thống bất động sản Đường trường trạm và các hệ thống hạ tầng của của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn à, 20 năm trở lại đây. Các tòa nhà chọc trời, các khu gọi là bất động sản, à, biệt thự, nghỉ dưỡng, rồi rất nhiều các cái khu đặc khu kinh tế của Trung Quốc đã bùng nổ trong suốt 20 năm vừa qua. Rõ ràng là giữa nhu cầu và sự phát triển có sự tranh lệch đáng kể dẫn tới nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ và không ổn định. Nó dẫn tới câu chuyện cần phải có một khoảng thời gian giống như nền kinh tế của Việt Nam chúng ta à, khi mà có cái tốc độ tăng trưởng trước đó rất mạnh thì hiện tại nó cần phải có một khoảng nghỉ. Tôi không nói rằng thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể giảm sâu hơn. Tôi không đưa ra cho anh chị em và các bạn góc nhìn về việc dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc cũng như là các chỉ số khác của Trung Quốc. Tôi không đưa ra cho quý anh chị em và các bạn và áp đặt quý anh chị em và các bạn với cái cách nghĩ là khủng hoảng kinh tế hay suy thoái kinh tế. Tôi không đưa cho quý anh chị em và các bạn cái góc nhìn theo hướng chính phủ Trung Quốc sẽ làm gì, chính phủ Mỹ sẽ làm gì, đàm phán thương mại của Mỹ Trung sẽ diễn ra như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không đủ cơ sở dữ liệu, chúng ta không đủ tầm hoặc chưa đủ tầm để phán đoán những câu chuyện mà chúng ta không thể phán đoán. Tuy vậy, chúng ta cũng sẽ phải có những góc nhìn ở một cái khía cạnh là chúng ta đang nhìn nhận đúng về nền kinh tế Trung Quốc. Chúng ta đang nhìn nhận đúng về những đợt khủng hoảng đã diễn ra trong nhiều thập niên trở lại đây. Chúng ta đang nhìn, nhìn nhìn nhận đúng về việc các chính phủ các nước đều sử dụng cái biện pháp chúng tôi được gọi đó là biện pháp gọi là ngậm sâm cầm hơi ăn cháo loãng để sống qua ngày. Thì cái giải pháp đó bơm tiền, giải pháp dùng cái công cụ tài chính bơm tiền, đó là một trong những cái giải pháp tạm thời gọi là giảm sốc cho nền kinh tế. Mỹ đã làm được điều đó, Nhật trong những năm 1995 1997 cùng với kinh tế châu Á cũng đã làm điều đó. Thái Lan, Việt Nam 2009 chúng ta cũng có một gói hỗ trợ lãi suất bằng việc bơm tiền vào nền kinh tế, hỗ trợ lãi suất 4% đầu năm 2009. Nhưng kết quả thì thực sự có như mong muốn hay không? Thưa với quý vị và các bạn, thực sự không như mong muốn. Việc nếu các chính phủ tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế sẽ xảy ra một cái tình trạng mà theo một số chuyên gia tài chính hàng đầu trên thế giới, trong đó có ông Harry Ren, ông dự báo rằng với việc chính phủ các nước bơm tiền vào nền kinh tế thúc đẩy các ngân hàng trung ương mua vào cổ phiếu và hỗ trợ tài chính cho các thị trường tài chính trên toàn cầu sẽ dẫn đến, đến câu chuyện các quý đầu tư lo ngại về thị trường sẽ bán cổ phiếu bán đi những cái tài sản hiện đang cầm giữ và chuyển thành tiền mặt cũng như vàng và những cái tài sản gọi là trái phiếu thì ngân hàng của các nước lại đem gọi là đem tiền đem tiền rẻ đem tiền được hỗ trợ để mua lại chứng khoán sẽ đẩy thị trường chứng khoán đi theo một cái hướng hoàn toàn khác biệt, khó dự đoán và khó dự báo. Dẫn đến thị trường chứng khoán có thể tăng rất mạnh hoặc cũng có thể giảm rất mạnh. Nó sẽ là nguồn cơn của khủng hoảng suy thoái đại khủng hoảng suy thoái toàn cầu vào những năm sắp tới. Nếu ngân hàng trung ương của các nước tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế, trung cộng tiếp tục hỗ trợ những gói hỗ trợ lại lãi suất những gói theo hướng như là À, hỗ trợ tài chính, à, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và rất nhiều các cái gói được ngay đầu video chúng tôi đã nói với chị em và các bạn. Hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ lãi suất, bơm tiền, bơm tiền, bơm tiền và bơm tiền. Thì nhiều nước trên thế giới sẽ học theo. Họ sẽ không đứng ngoài cái câu chuyện bơm tiền để hỗ trợ nền kinh tế. Trung Quốc bơm được thì Việt Nam bơm được. Thái Lan bơm được, Singapore bơm được, Nhật Bản bơm được. Và sắp tới đây, tháng 4 năm 2019, Brexit anh rời khỏi châu Âu. Liệu người Anh, liệu người châu Âu có bơm tiền hay không Và liệu người Mỹ có tiếp tục kích thích kinh tế Bằng việc chính phủ đảng Dân Chủ có đồng ý cho Donald Trump Xây bức tường à, vài tỷ đô la Mỹ Ngăn cách người Mỹ và người Canada hay không Đó cũng là một hình thức gọi là kích thích kinh tế Thì thưa với quý anh chị, thưa các bạn chúng ta nhìn nhận thị trường tài chính, chúng ta nhìn nhận nền kinh tế toàn cầu, chúng ta nhìn nhận các phương pháp kích thích nền kinh tế, hỗ trợ nền kinh tế và cái kết quả đạt được liệu có như mong muốn hay không. Người Mỹ đã làm được câu chuyện hỗ trợ lãi suất. Lý do người Mỹ làm được điều đó là bởi vì đồng đô được sử dụng khá là phổ biến trên toàn cầu. Lạm phát của Mỹ không tăng. Lý do lạm phát được bán đi trên toàn cầu. Nước nào sử dụng đô la Mỹ cũng đều phải sử dụng tiền rẻ của Mỹ, sử dụng đô rẻ của Mỹ và sử dụng lạm phát rẻ của Mỹ là cái lạm phát của mỹ được bán đi toàn cầu do đó lạm phát tại chính quốc không tăng còn người trung quốc thì sao họ hỗ trợ lãi suất tôi tin rằng là khi mà hỗ trợ khi mà bơm tiền của người trung quốc sẽ dẫn đến câu chuyện tỷ giá đồng nhân dân tệ so với các đồng tiền khác trên thế giới sẽ có sự thay đổi đáng kể trên toàn cầu và cuộc chiến về thương mại rất nhiều khả năng sẽ chuyển hóa thành cuộc chiến tranh tiền tệ và điều gì sẽ xảy ra điều gì sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới trong những năm sắp tới điều gì sẽ diễn ra đối với các ngân hàng trung ương trung, gọi là trên toàn thế giới khi họ bơm tiền đưa những đồng tiền gọi là rẻ và cái sức mạnh tài chính của các ngân hàng trung ương mua vào cổ phiếu hỗ trợ tài chính nó sẽ dẫn đến điều gì trong những năm sắp tới chúng ta đều rất khó để có thể nhận định được đều rất khó để có thể suy đoán chính xác được nó sẽ là như thế nào nhưng chúng ta đều có thể nhìn nhận được rằng cái việc hỗ trợ thêm bằng các cái công cụ mang tính chất tài khoá áp đặt hoặc là bàn tay vô hình thì nó sẽ dẫn đến sự méo mó của nền kinh tế toàn cầu nó sẽ méo mó của nền kinh tế của một số quốc gia cụ thể và điều này có lặp lại ở việt nam hay không có một cái gói hỗ trợ có một gói bơm tiền như ở trung quốc hay không chúng ta xin chờ trong những thời gian sắp tới liệu cái bài học về việc hỗ trợ Uh, tài chính năm 2009 hỗ trợ 4% lãi suất cuối đầu năm 2009 có còn là nhãn tiền của các nhà điều hành kinh tế Việt Nam hay không chúng ta cũng tiếp tục chờ xem họ sẽ làm gì trong thời gian sắp tới hy vọng những cái chia sẻ của chúng tôi những bình luận của chúng tôi về bơm tiền về trung cộng bơm tiền về hỗ trợ kinh tế của trung cộng có thể sẽ là cái lời nhắc nhở nhắc nhở nhắn nhủ với quý anh chị em và các bạn nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc. Có thể không phải là hù dọa hay là đưa ra những nhận định tiêu cực tới quý anh chị em và các bạn, nhưng chúng ta phải nên nhớ rằng khi đã có việc hỗ trợ tài chính, khi mà biệt đội chống khủng bộ khủng hoảng của Mỹ đã phải họp thì rõ ràng chúng ta cũng phải xác nhận với nhau rằng nền kinh tế toàn cầu đang có vấn đề. Và điều này cũng là điều dễ nhìn thấy điều này không phải là mợ gọi là biến hoặc nhau điều này nó đang diễn ra nó đang tới nó đang tới và nó rất gần có thể trước khi chết có thể trước khi gặp một cái đợt suy giảm tài chính cũng như là nền kinh tế toàn cầu giảm sốc giảm tốc thì nó có thể có một cái cơn cuồng phong có một, uh, một câu nói rất hay và rất kinh điển mà một số anh chị em đầu tư lâu năm thường nói trước một cơn bão lớn đều sẽ có những mẻ cá lớn và hy vọng 2019 sẽ là năm bội thu sẽ là năm thu hoạch những mẻ cá lớn trước một đợt gọi là suy thoái kinh tế giảm sốc kinh tế toàn cầu mong rằng quý anh chị em và các bạn nhìn nhận vấn đề đánh giá tổng quan suy xét và anh chị nào đã được đọc những cái mail về cửa sổ tối của Hariden thì sẽ cảm nhận được những điều Hariden đang nói là phù hợp các ngân hàng thế giới sẽ mua vào cổ phiếu và hy vọng nhờ đó chúng ta sẽ có một vụ mùa bội thu 2019 mong rằng nó đem lại kết quả tốt đẹp cho quý anh chị em và các bạn hãy đừng quên ủng hộ và cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành với nhóm tự doanh chứng khoán trong suốt thời gian vừa qua thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn đã đồng hành cùng thắng ơi